Thế bây giờ bác thay mặt chính phủ cảm ơn đồng bào, cảm ơn bộ đội, cảm ơn các cháu, cảm ơn các vị đại sứ các nước bạn, cảm ơn các vị trong ủy ban quốc tế, cảm ơn tất cả anh em ngoại kiều, đại biểu ngoại kiều đã tới cùng vui vẻ với chúng ta hôm nay. Thế bây giờ chúng ta về nhà, mọi người phải làm tròn, cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình. Bộ đội cũng thế, cán bộ, anh em công nhân, đồng bào nông dân, đồng bào công thương nghiệp, tất cả mọi người, chúng ta phải làm tròn nhiệm vụ để đi đến và giữ gìn hòa bình, hoàn thành thống nhất, thực hiện độc lập và dân chủ trong cả nước. Một lần nữa, tôi cảm ơn tôi thay mặt chính phủ và đảng cảm ơn đồng bào, cảm ơn bộ đội, cảm ơn các cháu, cảm ơn anh em ngoại kiều, cảm ơn các vị đại sứ các nước bạn, cảm ơn các đại biểu trong ủy ban các quốc tế và các đại biểu ngoại kiều. Tôi cảm ơn tất cả những đồng bào ở địa phương rất xa đã đến cùng chúng ta vui vẻ hôm nay. Thì chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ, nghe không?